Như Quỳnh mến chào. Trước mắt cả nhà đây là lá ngọc cành vàng á cả nhà. Cả nhà mình xem nha, cái đọt nè, nó ra nó vàng lắm đó cả nhà. Đó cả nhà ơi, khi mà nó ra đọt non thì cái lá của nó vàng và cái đọt này nó vàng ha cả nhà. Và đặc biệt hơn nữa đó, khi mà nó có hoa thì cái cuốn hoa với lại cái hoa màu vàng thì em không nói rồi, nhưng mà cái cuốn hoa nó cũng vàng nữa. Thì cái loại lá ngọc cành vàng này á, cả nhà biết không, là nó rất là sang. Nó vừa sang trọng mà nó lại vừa đem lại may mắn ở trong nhà mình Tết á cả nhà. Và em nhân giống cũng được vài trăm cây lá ngọc cành vàng á. Thì cả nhà mình đang cần cái giống, hoặc là đang cần một cái loại, đang cần để về lấy giống hoặc là để chơi Tết, thì liên hệ với Như Huỳnh nha. Cái lá ngọc cành vàng này đặc biệt ở chỗ á, là nó khi mà nó ra non thì nó sẽ vàng ha cả nhà, từ từ già thì nó mới màu xanh. Nó đặc biệt là cái cuốn của nó vàng ươm luôn á cả nhà, nó rất là vàng nha. Và nói chung thì bên vườn mai Như Huỳnh lựa chọn cái gốc để mà ghép lá ngọc cành vàng á, thì tất cả các cái gốc mọi người, như trước mắt mọi người nhìn thấy nè, nó đủ kiểu hết cả nhà, gốc nhất đủ kiểu hết, và nó to tầm khoảng cỡ là ngón tay út của Như Huỳnh á. Nói chung là cái bộ rễ nè nó rất là khỏe cả nhà. Khách yêu mến vườn mai Như Huỳnh thì ủng hộ Như Huỳnh lá ngọc cành vàng này rất là nhiều nha. Để mà mình chơi Tết rồi mình để trên bàn với cái hình xoắn như thế này nè cả nhà. Hình xoắn như thế này nó giống như hình bí đứng ha, và những nhìn con ốc á, giống con ốc hơn cả nhà. Đó, rất là đẹp ha, rất là thẩm mỹ luôn. Thì cả nhà mình vừa chơi gốc nè, và vừa chơi cái độ vàng của lá ngọc cành vàng, rồi cái tên của nó thôi, thì đã đem lại rất là nhiều may mắn và niềm vui cho cả nhà. Thì Như Huỳnh rất là mong là cả nhà mình hãy sưu tầm lá ngọc cành vàng vô cái vườn mai của mình ha. Liên hệ với Như Huỳnh với số điện thoại là 0949234525. Chỉ có 100.000 một cây thôi nha cả nhà. Và Như Huỳnh sẽ rất là vui lòng khi cả nhà mình lựa chọn nhiều giống khác nhau. Như Huỳnh vẫn ship cho cả nhà mình nha. Rồi 200.000 một cặp nha cả nhà, Như Huỳnh sẽ bao phí ship cho cả nhà luôn. Hãy liên hệ với vườn mai Như Huỳnh. Như Huỳnh rất là cảm ơn và rất là mong cả nhà mình yêu thích kênh của Như Huỳnh bấm like và cũng như là đăng ký để theo dõi nhiều cái video của Như Huỳnh đăng lên ha. Rồi, Như Huỳnh chào cả nhà.